Em đã cố em đứng giữa rồi, sao mày còn sang đấy? Em làm sao ấy nhở? Sao? Ai là đàn, chị là đàn bà mà. Ai là đàn bà ở đây nào? Lúc nào nó cũng đòi đứng giữa, trong khi Hòa là người duy, là đàn bà duy nhất. Nhưng mà để nhìn cho thuận mắt thì em vẫn nên đứng giữa hơn. Nhưng tại sao là chọn dress code trắng à, đen nhưng mà lại chọn bằng màu trắng đấy hả? Không hề, dress code của chúng ta hôm nay là màu xanh và màu trắng. Nhưng tại sao anh vẫn có một cái áo đen trong? Hôm trước bọn em bảo là dress code là đồ cổ truyền, tức là áo dài hoặc gì đó thì Phúc mặc đính đá, vest. Thì không, em sẽ gửi đoạn chat của bọn em về những cái sản phẩm đấy cho nhanh. Em nói trước đi, ba mặt một lời. Trong gia đình Hoa Dân Bồ thì chắc chắn rằng là sẽ có một cái sự gọi là luôn luôn sát cánh, hoặc có như là hỗ trợ động viên lẫn nhau. Đấy cả ra có cái sản phẩm đấy nó có hay hay không hay, hay là chạm đến khán giả hay không chạm đến khán giả như kiểu anh ta là sao thì cũng vẫn như anh ta là sao là sao. Hai giá đã đùa chứ. Chứ là ba chị em vẫn phải ủng hộ, ủng hộ nhau hết có mình. Đầu tiên vẫn phải push ở trong gia đình trước. Push đẩy. Chúng ta sẽ thúc đẩy, đẩy nhau. Thúc đẩy trước đã. Còn sau đó là cái hiệu ứng sau đó thì sẽ phải là phụ thuộc vào cái khán giả. Thì mỗi chị em đều rút kinh nghiệm cho nhau. Ví dụ sản phẩm này Eric ra. Nhưng mà phải nói trước là tất cả sản phẩm ba chị em đều rất là cố gắng, trau chuốt. Cho nên nhưng mà sau khi ra thì như Phúc nói là toàn hoàn toàn phụ thuộc vào quý vị khán giả và thời điểm. Cho nên Hòa nghĩ là và Hòa là và Phúc đã cãi nhau rất nhiều để tìm cho Eric một con đường mà, và sau khi Eric đọc những cái dòng cãi nhau đấy thì Eric không nhắn lại. Thì Hòa không biết là đã thấm được bao nhiêu, nhưng mà Hòa hy vọng là tất cả sản phẩm Eric đã rất là trau chuốt và đến năm nay thì Eric sẽ tỏa sáng với thể loại nhạc mà phù hợp với em nhất cũng như là quý vị khán giả yêu thích nhất. Nghĩa là ở trong gia đình thì chắc chắn là ba chị em luôn luôn nghe bài cho nhau, rồi luôn luôn có những cái góp ý cho nhau. Thì vừa qua những cái sản phẩm vừa rồi của Eric thì thực ra là Eric cũng đã có được những cái kinh nghiệm của mình và có thể đã lắng nghe được hai anh chị đã dạy cho mình những cái gì. Gọi là góp ý và chỉ cho Eric, và Eric chỉ hy vọng là ở những cái sản phẩm tới thì chắc chắn là Eric sẽ có thể ngày càng cải thiện hơn, ngày càng hoàn thiện hơn và cùng với cả hai anh chị. Và sau đây là yêu được không? Chúc mừng top trending một ngày. Một đêm. Gần ngày một ngày. Hai ngày. Hòa phải nói trước là cái sản phẩm này là Hòa rất lo lắng. Vì thật sự Hòa chưa thích bài hát này. Thật sự rất lo lắng, bởi vì mọi người biết sao, dù sản phẩm nào của Phúc ra mắt cũng được đón nhận, nhưng Hòa mong ở Phúc không chỉ như thế, mà Phúc đáng để nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn và ngôi sao sáng nên chiếu vào Phúc sớm hơn trong thời gian vừa rồi. Nhưng mà bài của Phúc chọn thật sự là Hòa chưa ưng ý. Nhưng mà cái mà may mắn mà MV rất là dễ thương, cũng như là nó tạo nên cho cái bài hát đấy một cái luồng ý kiến tích cực của quý vị khán giả rất là nhiều. Nên là, và nó cũng lạ nữa, nên Hòa cảm thấy rất may mắn và hai chị em rất mừng, ba chị em rất mừng cho nhau vì sản phẩm Yêu Được Không đã đạt một cái thành tích rất tốt. Và khán giả bây giờ đi hát thì khán giả đã hát theo bài hát này rất là nhiều. Đây là một điều mà Phúc từ trước đến giờ lúc nào cũng sẽ luôn. Nhưng đến vai này cũng làm được điều đấy rồi. Em thì là một người rằng là em luôn biến điều không thể thành có thể. Nên là với sản phẩm Yêu Được Không lần này thì cũng rất là cảm ơn Eric và cảm ơn chị Hòa vì đã luôn luôn ủng hộ và cũng như là động viên em mỗi ngày, và cũng như là luôn luôn gọi là sát cánh ở bên Phúc. Thì với cái sản phẩm Yêu Được Không lần này thì cũng rất là vui mừng khi ở sau một ngày đã đạt được hơn 4 triệu lượt xem và lên thẳng top 2 trending. Ban đầu khi mà chị Hòa có thể nghe cái bản audio đó thì chị Hòa cảm thấy là hơi mơ hồ một chút xíu. Thì đó là lý do vì sao mà Phúc cũng có thể là mình cũng biết được cảm nhận của mọi người như thế rồi và mình đánh mạnh vào cái MV. Thì đó cũng là một cái phần như kiểu là một cái kinh nghiệm, một cái giúp kinh nghiệm gì đó, cũng như là một cái tiếp nhận cái sự góp ý đó của mọi người. Thì Phúc nghĩ là đó là một cái tốt khi mà ba chị em luôn luôn chia sẻ những cái đấy với nhau. Rồi đâu, bởi vì nó quá thẳng thắn. Và Hòa nghĩ là một điều mà khiến ba chị em lúc nào cũng có thể tiếp tục chơi được với nhau, đó chính là sự thẳng thắn. Thật sự quá thẳng thắn và đôi khi mất lòng. Nhưng mà vì cái thẳng thắn đấy nên đôi khi có thể ngay khi mình nhận được cái tin nhắn đấy mình không muốn trả lời đâu, bởi vì nó quá thẳng thắn. Mình đọc mình suy nghĩ nó hơi bị đau lòng luôn ấy. Nhưng mà sau một thời gian thì mình tự ngẫm lại và mình sẽ phải tự suy nghĩ, giống như Phúc vừa nói. Khi mà nhận được cái luồng ý kiến của Hòa và Eric, hai luồng ý kiến. Eric thì bảo cũng được, nhưng mà Hòa thì bảo thật sự là chưa được. Nhưng mà cuối cùng thì Phúc đã nghĩ ra một con đường riêng dành cho cái bài hát đó, và bài hát đó đã thành công. Chúng ta nụ một tràng pháo tay.
mọi người mở bài yêu được không? Không ạ, thế thì hết rồi nhá. À bây giờ mọi người ơi, một ca khúc Hòa vừa mới ra mắt, không có MV nên là nó sẽ, Hà nghĩ đây là sẽ là một cái sự thiệt thòi hơn các bài hát mà có MV, bởi vì khi mà có MV thì mọi người sẽ dễ chú ý hơn. Nhưng mà Hòa cũng muốn có một điều đó là, và Hòa từ trước đến giờ lại là chưa để quý vị khán giả nhớ đến nhiều những cái bài hát của mình ấy. Thì bắt đầu từ năm ngoái thì Hòa đã tập trung nhiều hơn rồi. Thì đến năm nay ở cái bài hát Để Trở Lại năm 2019 thì Hòa muốn là mọi người sẽ đặc biệt chú ý đến giọng hát của Hòa và những cái ca khúc mà Hòa mang đến. Chỉ là tình cờ đã được ra mắt rồi và đang được xuất hiện trên các trang mạng cũng như là trên các trang âm nhạc. Như là bài của Phúc thì Eric cũng đã có quay clip rồi, nhưng mà chỉ có điều là chưa thực sự ưng và muốn quay lại cho nên là chưa đăng thôi. Và cũng không đăng luôn. Còn về bài của chị Hòa thì thật ra là Eric cũng đã được, bởi vì chị đã từng hát một đoạn trong một cái sân khấu live rồi, nên là ở lần này thì chị đã ra một bản full và với một cái MV lyric. Nó mặc dù nó đơn giản nhưng mà thực ra là nó để mọi người tập trung nghe nhạc nhiều hơn, thì đấy là một cái mà Eric thực sự rất là thích. Bởi vì bài này nếu mà mọi người tập trung, mọi người nghe thì chắc chắn nó sẽ rất là thấm từ lời đến giai điệu rồi tất cả mọi thứ. Thế nên là Eric chỉ hy vọng rằng là mọi người hãy cùng ủng hộ cho những cái sản phẩm Trở Lại của chị Hòa, vì phía sau đây sẽ còn rất nhiều bài hay, và Eric tin là cả ba chị em sẽ làm được một cái gì đó cho showbiz trong thời gian tới. Còn đối với Dinh Phúc thì tên bài hát là Chỉ Là Tình Cờ đúng không nhỉ? Em muốn nói nhấn mạnh lại một lần nữa, chỉ là tình cờ. Cả ba chị em thì mỗi người sẽ đều có một cái quan điểm của mỗi người, nhưng mà cái cuối cùng, cái điều cuối cùng rút ra được là khi mà cả ba cái quan điểm đấy cuối cùng mỗi người sẽ rút lại được cái kinh nghiệm gì cho bản thân mình. Thì đối với Chỉ Là Tình Cờ thì thực sự rằng là em nghe từ cái lần mà chị Hòa hát cái bản live kia thôi là em cũng đã thấy rất là thích rồi. Không phải là khen hay là gì đâu, thực ra rằng là những cái sản phẩm của Eric và của chị Hòa thì em lại đều rất là thích. Đó là một cái ý kiến cá nhân của em, thực sự là em đều rất là thích, nên em hay nói với mọi người rằng là thôi đừng có hỏi em là có hay hay không, tại vì cả sản phẩm của Eric, cả Hòa đều ra em nghe em đều lại rất là thích. Thì em sẽ ra một cái ý kiến có thể nó sẽ không khách quan cho lắm, nên là nhưng mà thôi vẫn cứ phải hỏi em. Cuối cùng thì Hòa nghĩ là Hòa có một cái muốn chia sẻ, đó chính là trong năm nay cả ba chị em còn những sản phẩm mà bản thân mình đã ấp ủ rất là lâu, thật sự phải nói là rất là lâu nhỉ, rất là lâu rồi, và chỉ chờ đến cái sự hoàn hảo nhất để có thể tung ra. Nên là Hòa mong rằng là mọi người đã yêu quý Gia Đình Hoa Dâm Bụt rồi, và có những người không phải là thích cả ba chị em đâu, nhưng mà hãy ủng hộ con đường âm nhạc của cả ba chị em trên con đường sắp tới nhé, để bọn mình có thể cùng nhau phát triển. Vì cùng nhau phát triển thì sẽ cũng là một phần giúp cho tình bạn của bọn mình nó tốt đẹp và khăng khít nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.